Hôm nay chúng ta sẽ học về hình đối xứng. Trong bốn tứ giác dưới đây, hình tứ giác nào có trục đối xứng, hình tứ giác nào có tâm đối xứng, hãy điền vào bảng. Hãy nhấn nút tạm dừng và suy nghĩ. Nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. Đầu tiên là hình bình hành. Suy nghĩ xem hình bình hành có phải là hình có trục đối xứng hay không? Hình bình hành không có trục đối xứng vì cho dù chúng ta gấp như thế nào đi chăng nữa, các cạnh của hình bình hành không trùng khớp lên nhau. Như vậy, ta có thể nói hình bình hành không có trục đối xứng. Hãy xem hình bình hành có tâm đối xứng hay không nhé. Hình bình hành có tâm đối xứng vì khi xoay 180 độ thì hình bình hành vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Tiếp theo là hình chữ nhật. Hãy suy nghĩ xem hình chữ nhật có trục đối xứng hay không? Hình chữ nhật có trục đối xứng vì khi gấp hình, các cạnh của hình chữ nhật trùng khớp lên nhau. Và hình chữ nhật có hai trục đối xứng. Chúng ta hãy suy nghĩ xem hình chữ nhật có tâm đối xứng hay không nhé. Hình chữ nhật có tâm đối xứng vì khi xoay 180 độ, hình chữ nhật vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Tiếp theo, chúng ta đến với hình thoi. Hãy suy nghĩ xem hình thoi có trục đối xứng không nhé. Hình thoi có trục đối xứng vì khi gấp hình, ta sẽ được các cạnh của hình thoi chồng khít lên nhau. Hình thoi có hai trục đối xứng. Tiếp theo, chúng ta hãy suy nghĩ xem hình thoi có tâm đối xứng không nhé. Hình thoi có tâm đối xứng vì khi xoay hình 180 độ, hình thoi vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Tiếp theo, chúng ta đến với hình vuông. Hãy suy nghĩ xem hình vuông có trục đối xứng không nhé. Hình vuông có trục đối xứng vì khi gấp hình vuông, các cạnh của hình vuông chồng khít lên nhau. Và hình vuông có 4 trục đối xứng. Tiếp theo, hãy suy nghĩ xem hình vuông có tâm đối xứng không nhé. Hình vuông có tâm đối xứng vì khi xoay hình vuông 180 độ thì hình vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Sau khi hoàn thành, chúng ta được bảng như sau. Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây.